Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận việc tổ chức tiêm vaccine còn trật trọt. Bình Dương lập bệnh viện dã chiến. Thanh Hóa chọn mẫu xây tượng đài, khu lưu niệm 255 tỷ đồng. Bắt giam 7 bị can trong đường dây tiêu thụ hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả. Thái Lan xuất hiện ổ dịch Covid-19 ở nhà trẻ với gần 40 người bị nhiễm. Úc phong tỏa một số khu vực tại Sydney, ngăn chặn gia tăng biến thể Delta trong cộng đồng. New Zealand dự định tăng cường đạo luật chống lời nói thù ghét. Hiện tượng kỳ lạ, mây mơ mây tớt trên bầu trời Warsaw. Pháp, Đức từ bỏ kế hoạch hội nghị thượng đỉnh với Nga sau khi EU phản đối kịch liệt. Công ty dầu cọ Malaysia được biết mình bị Mỹ điều tra thông qua một lá thư từ người thứ ba. 29 hành tinh khác đang theo dõi nền văn minh của người trái đất. Cháy trường võ thuật Trung Quốc, 18 người thiệt mạng. Nghiên cứu mới nhất của Anh cho biết, ca Covid-19 đầu tiên có thể đã xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10, 2019. Thứ trưởng An ninh Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trước tin đồn đào tàu. Quý vị đang theo dõi bản tin tối ngày 25 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin trong nước. Sáng 25 tháng 6, rất đông người đã có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11 để chờ tiêm vaccine COVID-19. Tại khu vực khai báo y tế, số lượng lớn người chờ chích vaccine xếp hàng trên trúc nhau, không bảo đảm khoảng cách quy định. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi, ngồi bệt xuống. Dư luận cho rằng, việc nhiều người tập trung tiêm vaccine không bảo đảm giãn cách có thể dẫn đến tình trạng lây lan dịch bệnh mất kiểm soát. Trao đổi với báo chí chưa cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình thừa nhận việc tổ chức tiêm vaccine COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vấp phải sự trượt trọt những ngày đầu nhưng đã nâng cao công suất trong ngày 24 tháng 6. Ông Bình giải thích tiến độ tiêm vaccine cũng như ngày đầu còn chậm do ngành y tế cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng y tế bác sĩ ở các bệnh viện lớn để khám sàng lọc và trực cấp cứu sau tiêm. Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế nhận định việc vừa xét nghiệm, truy vết, vừa tổ chức tiêm vaccine COVID-19 là thử thách năng lực y tế của thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả tiêm vaccine những ngày qua ghi nhận hơn 70 trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm, trong đó 20 người phản ứng độ 1, 26 người độ 2, 15 người độ 3 và 2 người độ 4, độ cao nhất. Đến ngày 24 tháng 6, năng suất đã tăng lên 172.000 người. Số người được tiêm vaccine đã đạt hơn 438.000 người. Ngày 25 và 26 tháng 6, với việc Bộ Y tế chi viện 200 bác sĩ cho thành phố, ông Bình khẳng định việc tiêm 800.000 liều vaccine sẽ hoàn thành trong tuần này. Thưa quý vị, trước nguy cơ của dịch bệnh, tỉnh Bình Dương đã trưng dụng khu điều trị chuyên khoa tâm thần tại thị xã Tân Uyên với sức chứa 200 giường làm bệnh viện dã chiến chuyên điều trị COVID-19. Theo kế hoạch, bước đầu Bình Dương bố trí 100 giường bệnh, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao thì tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện dã chiến lên 200 giường. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng dự kiến lập thêm một cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở trung tâm thành phố Thuận An khu nhà ở xã hội Bè Cà Mách, thị xã Bến Cát, trung tâm y tế thị xã Bến Cát, trung tâm y tế thành phố Dĩ An, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Bình Dương. Bình Dương hôm nay ghi nhận thêm 10 ca COVID-19, nâng tổng số ca trong đợt này lên 201, chủ yếu lây nhiễm từ các ổ dịch trong nhà máy, nhà trọ công nhân. Các ca COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Bình Dương có 29 khu công nghiệp trên 1,2 triệu lao động, trong đó có khoảng 500.000 người làm việc trong khu công nghiệp. Nhiều nhà máy doanh nghiệp của tỉnh nằm đan xen trong khu dân cư nên lây nhiễm rất phức tạp. Chính quyền đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An và 4 phường của thành phố Thủ dầu Một. Riêng phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên và một số khu phố của phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An bị phong tỏa. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ngày 25 tháng 6 cho hay, Hội đồng nghệ thuật và các đơn vị liên quan vừa thống nhất chọn xong phương án mẫu và đang triển khai quy trình tiếp theo để thực hiện dự án khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn làm chủ đầu tư, thực hiện từ nay đến năm 2023 với tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng, giảm hơn 35,5 tỷ đồng so với quyết định phê duyệt ban đầu. Nguồn vốn trích dẫn từ ngân sách tỉnh Thanh Hóa và các nguồn xã hội hóa khác dự kiến khởi công vào đầu quý 4 2021 tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. Trước ý kiến hiện nay, các nguồn lực đang cần tập trung cho công tác phòng chống Covid-19. Đây là nhiệm vụ cấp bách hơn so với những việc khác. Ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Sầm Sơn chia sẻ: Thành phố cũng đang gặp khó khăn về huy động nguồn vốn nên chưa ấn định thời gian thi công chính thức. Ngày 25 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và đơn vị có liên quan. Đồng thời, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về tội danh nêu trên. Trước đó, trong các ngày từ 18 đến 22 tháng 6, cơ quan điều tra đã bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại các xưởng in gia công sách của các doanh nghiệp nêu trên. Đồng thời, khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc. Thái Nguyên và Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án, gồm hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả và các loại sách của nhà xuất bản giáo dục, 3 hệ thống dây chuyền máy in, offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của nhà xuất bản giáo dục và nhà xuất bản khác, 5 ô tô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách, khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp. Tiếp theo, mời quý vị khán giả đến với phần thi quốc tế. Theo báo Bangkok Post, ít nhất 33 trẻ em từ 3 đến 6 tuổi và 6 người giữ trẻ mắc COVID-19 tại một nhà trẻ ở huyện Yaburi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan, giáp thủ đô Bangkok. Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận 4.108 ca bệnh COVID-19, trong đó thủ đô Bangkok có tới 1.359 ca. Trong số 3.865 ca bệnh trong nước, có tới 2.835 ca bệnh ghi nhận tại bệnh viện còn 1090 ca ghi nhận thông qua xét nghiệm hàng loạt. Chương trình tiêm chủng toàn quốc của Thái Lan bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 với 60 triệu liều vắc AstraZeneca sản xuất trong nước và tổng cộng 105,5 triệu liều vắc xin COVID-19 cho năm nay. Thưa quý vị, trung tâm thành phố Sydney và các vùng ngoại ô phía đông của thành phố, bao gồm cả bãi biển Bondi, sẽ được lệnh đóng cửa một tuần kể từ nửa đêm thứ sáu khi giới chức cấp rút ngăn chặn sự gia tăng đột biến của biến thể Delta rất dễ lây lan của virus corona trong thành phố. Thủ hiến bang New South Wales nói với các phóng viên ở Sydney rằng, trong hai tuần qua, những người sống hoặc đã làm việc tại bốn khu vực hội đồng chính quyền địa phương ở Sydney đã được lệnh phải ở nhà ngoại trừ những lý do khẩn cấp. Hai ai ca nhiễm tại địa phương đã được báo cáo vào thứ Sáu. Đây là sự gia tăng lớn nhất về số ca nhiễm kể từ trường hợp đầu tiên được phát hiện ở Bondi vào thứ Tư tuần trước. Ca nhiễm là một tài xế limousine chở một phi hành đoàn hàng không nước ngoài các quan chức đã ban hành cảnh báo sức khỏe cho hơn một chục địa điểm mới nằm dài rác khắp Sydney. Thành phố lớn nhất của Úc là nơi sinh sống của 1 phần 5 trong tổng số 25 triệu dân Úc, khi tổng số ca lây nhiễm trong đợt dịch bùng phát đã lên đến 60 ca. Hôm thứ Sáu, New Zealand cho biết họ có kế hoạch tăng sức nặng cho đạo luật chống ngôn từ thù ghét của đất nước và tăng hình phạt đối với các hành vi như vậy cũng như tăng hình phạt đối với hành vi phân biệt đối xử. Kế hoạch nhằm phản ứng với vụ việc xảy ra ở thành phố Christchurch 2 năm về trước, vào ngày 15 tháng 3 năm 2019, một người da trắng tấn công đã khiến 51 người Hồi giáo thiệt mạng. Ủy ban điều tra của Hoàng gia về vụ việc ở Christchurch đã đề xuất thay đổi luật chống ngôn từ kích động thù địch và tội phạm căm thù, bởi họ xem luật hiện có là những biện pháp dàn đề yếu đuối với những người nhắm mục tiêu vào các nhóm tôn giáo và các nhóm thiểu số khác với lòng thù ghét. Chính phủ New Zealand cũng đề xuất các tội danh hình sự mới đối với lời nói thù ghét. Theo đề xuất, một người cố ý kích động, duy trì hoặc bình thường hóa sự thù ghét sẽ vi phạm pháp luật. Hình phạt cho những hành vi vi phạm như vậy sẽ tăng lên tối đa 3 năm tù giam hoặc phạt tiền lên đến 50.000 đô la New Zealand so với mức hiện tại là 7.000 đô la New Zealand hoặc 3 tháng tù giam. Một hiện tượng khí tượng rất thú vị đã được nhìn thấy ở thủ đô Warsaw của Ba Lan vào chiều thứ Năm ngày 24 tháng 6. Bầu trời đầy những cụm mây nhô ra trông giống như những cái túi nhỏ treo sát nhau. Những đám mây này được gọi là mây mermaters hay còn được gọi là mây vẩy rồng. Mây mermaters được xem là một hiện tượng rất ít gặp. Mây mermaters thường hình thành trong các cơn bão lớn. Đây là một sự kiện xảy ra trong thời gian ngắn nhưng rất ấn tượng. Bà Mermeta Plecha từ kênh khí hậu của TVN của Ba Lan giải thích. Theo truyền thông của Ba Lan, mermaters là những cái biếu nằm ở lớp dưới cùng của đám mây vũ tích. Mây vũ tích là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến rông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới lên. Loại mây này có khả năng sản sinh tia sét và các loại thời tiết nghiêm trọng khác như gió giật, mưa đá và lốc xoáy. Cũng trong thứ năm, vào buổi tối, một trận lốc xoáy hiếm gặp đã càn quét dọc theo biên giới phía nam của nước láng giềng Cộng hòa Séc, phá hủy một số thị trấn và làm ít nhất 150 người bị thương. Cơ quan khí tượng nước này cho hay, trận lốc xoáy với sức gió lên đến 267 đến 322 km một giờ, khiến nó trở thành cơn lốc xoáy mạnh nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Trung Âu. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu không đồng ý với đề xuất của Pháp và Đức về việc sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga, sau khi Ba Lan và các quốc gia vùng Ba Tích nói rằng họ sẽ gửi đi thông điệp sai sau khi quan hệ Đông Tây xấu đi. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng hội nghị thượng đỉnh EU đầu tiên với Putin kể từ tháng 1 năm 2014 sẽ là một cuộc đối thoại để bảo vệ lợi ích của chúng ta. Nhưng sau các cuộc hội đàm trong cuộc họp đêm muộn của họ ở Bruxelles, Bỉ, 27 nhà lãnh đạo EU đã không đạt được thỏa thuận, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết vào đầu ngày thứ 6, 25 tháng 6, đó là một cuộc thảo luận rất toàn diện và không phải là một cuộc thảo luận dễ dàng. Hôm nay, không có thỏa thuận nào về một cuộc họp ngay lập tức của các nhà lãnh đạo, bà Merkel nói với các phóng viên. Các hội nghị thượng đỉnh EU với Nga đã chấm dứt kể từ khi Moscow sát nhập vào bán đảo Crimea của Ukraine vào tháng 3 năm 2014 và phương Tây đã áp các lệnh trừng phạt với Nga. Công ty dầu cọ Malaysia IOI và hôm thứ Sáu cho biết họ đã biết về một lá thư từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CBP trong thư nói về việc mở một cuộc điều tra đối với các cáo buộc lạm dụng lao động tại công ty ioi là đại gia dầu cọ thứ ba ở malaysia phải đối mặt với sự giám sát của mỹ đối với việc đối xử lao động nhập cư đang lúc ngành công nghiệp này tìm cách bảo vệ hình ảnh của mình sau khi có những cáo buộc vi phạm nhân quyền theo ioi cbp trong lá thư gửi cho một nhà hoạt động vì quyền của người lao động đã thừa nhận rằng họ nhận được thông tin về các điều kiện lao động bị buộc tội cưỡng bức tại công ty và thấy rằng có đủ cơ sở để mở cuộc điều tra. IOI cho biết mặc dù họ đã biết về lá thư nhưng không nhận được thông báo trực tiếp nào từ CBP. Công ty Malaysia cho biết họ sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan Mỹ để xác nhận sự tồn tại của cuộc điều tra nói trên. Một nhóm các nhà khoa học Mỹ mới đây đã khẳng định người trái đất không phải giống loài duy nhất trong vũ trụ có tham vọng tìm thấy một nền văn minh ngoài hành tinh. Theo Science Alerts, công trình phối hợp giữa Đại học Cornell và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ đặt tại New York đã xác định được 2034 hệ sao cùng thiên hà có thể sở hữu góc độ thuận lợi để quan sát trái đất. Nếu như ở đó có một hành tinh có sự sống, chúng đều cách trái đất tối đa 326 năm ánh sáng. Trong số đó, người từ 1 1715 hệ sao có thể đã phát hiện ra trái đất khi nền văn minh nhân loại nở rộ vào 5.000 năm trước. 319 thế giới khác có thể phát hiện ra chúng ta trong vòng 5.000 năm tới. Sàng lọc kỹ càng hơn, các nhà khoa học tiếp tục tuyển chọn ra 29 hệ sao gần trái đất và sở hữu ít nhất một hành tinh đá nằm trong vùng sự sống, nơi có thể tồn tại một nền văn minh ngoài hành tinh đủ để xác định các dấu hiệu sự sống trái đất bằng các công cụ thiên văn cũng như bắt được sóng vô tuyến từ chúng ta. Theo Daily Mail, công trình này nhằm cung cấp sự định hướng cần thiết cho James Webb, kính viễn vọng không gian mà NASA sắp phóng lên vũ trụ. Các công cụ quan sát trước đây đã tìm ra rất nhiều thế giới ngoài hành tinh có khả năng tồn tại sự sống, thậm chí là tồn tại một nền văn minh nhưng không đủ để nhìn sâu vào bên dưới bầu khí quyển các ngoại hành tinh quan sát sự sống trên các thế giới ấy. James được kỳ vọng sẽ làm được điều đó. Giáo sư Lisa Kantenegger, giám đốc viện Kassangan thuộc Đại học Cornell và nhà vật lý thiên văn Jackie Fahety từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia cho biết, họ đã tìm kiếm các hành tinh nói trên từ dữ liệu của kính viễn vọng Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ESA. Một đám cháy bùng lên tại trường Võ Thuật huyện Chiết Thành, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vào sáng ngày 25 tháng 6, khiến 18 người chết và 16 người bị thương. Chính quyền huyện Chiết Thành cho biết ngọn lửa bùng lên lúc 2 giờ sáng, khi 34 học viên nội trú đang ở trong trường. Hầu hết nạn nhân là học viên nội trú từ 7 đến 16 tuổi. Ngọn lửa đã được dập tắt và giới chức đang điều tra nguyên nhân sự cố. Người quản lý của trường đã bị cảnh sát bắt. Giới chức chưa công bố thông tin về các nạn nhân. Các vụ hỏa hoạn gây tử vong thường xảy ra ở Trung Quốc, nơi các quy định về an toàn thường không được coi trọng và thực thi lòng lèo. Hôm 13 tháng 6, một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc khiến 25 người thiệt mạng và 138 người bị thương. 8 nhân viên nhà cung cấp khí đốt đã bị cảnh sát bắt vì sai phạm trong quản lý an toàn. Một trong những vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất xảy ra ở tỉnh Hà Nam khi 309 người chết trong vụ cháy hộp đêm ở thành phố Lạc Dương vào ngày Giáng sinh năm 2000. Hầu hết các nạn nhân chết vì ngạt khói trong hộp đêm, chỉ có hai lối thoát hiểm và không có vòi phun nước hay thiết bị bảo khói. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới của Anh cho thấy, ca COVID-19 đầu tiên có thể đã xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 10, 2019, sớm hơn 2 tháng so với thời điểm được chính thức ghi nhận. Theo một bài báo đăng trên tạp chí PLOS Pathogen, các nhà nghiên cứu tại Đại học Kent của nước Anh ước tính rằng virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2019 ở Trung Quốc, 2 tháng trước khi mắc ca COVID-19 đầu tiên được xác định ở thành phố Vũ Hán. Các nhà khoa học Anh nhận định thời điểm virus có khả năng xuất hiện lớn nhất là vào ngày 17 tháng 11 năm 2019, trước khi lây lan ra toàn cầu là vào tháng 1 năm 2020. Ca mắc Covid-19 chính thức đầu tiên của Trung Quốc là vào tháng 12 năm 2019 và có liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán. Tuy nhiên, một số ca nhiễm ban đầu không có mối liên hệ rõ ràng với chợ Hoa Nam. Đồng nghĩa với việc virus SARS-CoV-2 đã được phát tán từ trước khi lây lan tới khu chợ. Một nghiên cứu chung do Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào cuối tháng 3 cũng xác nhận rằng có thể có những ca nhiễm virus corona lẻ tẻ trên người trước khi bùng phát dịch ở Vũ Hán. Trong một nghiên cứu được công bố vào tuần này, chuyên gia Jesse Bloom tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, Mỹ đã khôi phục dữ liệu trình tự gen bị xóa từ các ca cá mắc COVID-19 ban đầu ở Trung Quốc. Dữ liệu được khôi phục cho thấy các mẫu vật lấy từ chợ Hoa Nam không phải là đại diện tổng thể cho virus SARS-CoV-2 mà chỉ là một biến chủng của chuỗi trình tự gốc đã lây lan trước đó và phát tán sang các vùng khác của Trung Quốc. Thông tin này đã làm dấy lên đồn đoán về nguồn gốc thực sự của virus gây ra đại dịch COVID-19. Tại sao các nhà khoa học lại yêu cầu cơ sở dữ liệu quốc tế xóa dữ liệu quan trọng mà có thể cho chúng ta biết cách COVID-19 bắt đầu như thế nào ở Vũ Hán? Alina Chan, một nhà nghiên cứu tại Viện Broad Harvard, viết trên Twitter. Hồi Chí Journal, ngày 23 tháng 5 trích dẫn một báo cáo tình báo chưa được công bố của Mỹ cho biết, Ba nhà nghiên cứu từ Viện Virus học vụ Hán của Trung Quốc từng đến bệnh viện để chăm sóc y tế vào tháng 11/2019, vài tháng trước khi Trung Quốc công bố đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này. Báo cáo đã thúc đẩy thêm việc kêu gọi mở cuộc điều tra rộng hơn về nghi vấn virus Covid-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm. Giả thuyết virus Sars-CoV-2 dò dỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc từng được đưa ra trước đó khi dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, nhưng đã bị bác bỏ và cho là thuyết âm mưu. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ủng hộ giả thuyết này. Tuy nhiên, giả thuyết bất ngờ được lật lại trong thời gian gần đây và thu hút thêm sự chú ý của dư luận. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu tình báo Mỹ tiếp tục điều tra để làm rõ nguồn gốc COVID-19. Trung Quốc coi việc Mỹ đưa ra giả thuyết virus do gì từ phòng thí nghiệm ở vụ án là thuyết âm mưu để chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi việc chính phủ Mỹ xử lý yếu kém đại dịch. Bắc Kinh thậm chí nghi ngờ nguồn gốc COVID-19 xuất phát từ Mỹ khi đề nghị kiểm tra một phòng thí nghiệm quân sự tại Fort Detrick, bang Maryland. Kính thưa quý vị, Ông Đồng Kinh Vĩ, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, người đang là tâm điểm của vụ đào tàu sang Mỹ, đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào ngày 23 tháng 6. Ông Đồng xuất hiện trong hội nghị lần thứ 16 của Thư ký Hội đồng An ninh các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Tuy nhiên, các báo cáo liên quan của Tân Hoa Xã và nhân dân Nhật báo đều không đề cập đến việc ông Đồng Kinh Vĩ tham dự cuộc họp, cũng như không có bất kỳ hình ảnh nào. Còn CCTV thì phát sóng video trực tiếp, trong đó có hình ảnh của ông Đồng các kênh truyền thông chính thức của nhà nước Trung Quốc từng đưa tin vào thứ Sáu tuần trước, 18 tháng 6 rằng ông Đồng đã chủ trì một hội nghị chuyên đề về phản gián của Bộ Công an. Tại cuộc họp, ông kêu gọi các nhân viên tình báo truy bắt gián điệp, cũng như nội gián và các ông chủ đứng sau. Tuy nhiên, thông tin này bị coi như một kiểu bác bỏ tin đồn trá hình, vì không nói rõ hội nghị chuyên đề được tổ chức ở đâu, cũng như không bao gồm các bức ảnh và video của ông Đồng Kinh Vĩ. Tờ Newsweek của Mỹ cho biết hôm 23 tháng 6, Tờ báo này đã liên lạc với một quan chức chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 6. Quan chức này nói, báo cáo về việc đào tàu của ông Đồng là không chính xác, nhưng không nêu chi tiết. Một nguồn tin thứ hai của chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết với điều kiện giấu tên rằng tin đồn ông Đồng đào tàu đến cơ quan tình báo Hoa Kỳ là hoàn toàn sai sự thật. Việc dộ lên tin đồn ông Đồng đào tàu ngay trước thềm kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc được coi là một sự kiện lớn liên quan đến vận mệnh của chính quyền này thậm chí cũng có thể tác động đến việc liệu ông Tập Cận Bình có thể tiếp tục nắm quyền trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 20 hay không. Sau khi xuất hiện tin đồn trong các chính thức của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài viết với tiêu đề: "Không bao giờ phản bội Đảng" không chỉ là một lời thề. Đặc biệt đề cập đến sự kiện Cố Thuận Trương năm 1931. Động thái này gây ra nhiều đồn đoán. Ông Cố Thuận Trương từng là người đứng đầu của Ban hành động đặc biệt của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc một tổ chức mật vụ của chính quyền này. Năm 1931, ông bị bắt và sau đó đầu hàng chính phủ quốc dân. Nên hơn 30 thành viên trong gia đình của ông đã bị tiêu diệt. Thảm án này gây chấn động toàn Trung Quốc. Bà Thái Hà, cựu giáo sư tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trong chương trình của Đài Á Châu Tự Do, RFA, vào ngày 23 tháng 6, bất kể những thông tin này là thật hay giả, việc nó có thể truyền ra cho thấy điều gì? Một số người bạn ở Trung Quốc của tôi ít nhiều vẫn còn chút liên hệ. Họ đều nói một câu này, Sơn vũ dục lai tức là dự báo có chuyện sắp xảy ra. Thưa quý vị, bản tin tối của Dekan TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.